vì lúc đó là bản năng rồi, nó không còn lý trí nữa đâu. Ngu xuẩn nhất có thể, nham hiểm nhất có thể. Xin lỗi em nha, anh bận công việc lu bu quá tới trễ xíu. Có sao đâu anh, em đợi một chút cũng được. Chờ ly cà phê em ơi. Sao cái mặt em sưng vậy? Thằng Khang đánh em phải không? Em khổ quá anh ơi, anh cứ vậy hoài à, em không biết làm sao hết. Cái thằng này thiệt tình, có vợ rồi không chịu lo hạnh phúc gia đình, suốt ngày làm mấy cái chuyện gì đâu không à, không biết nó có phải là đàn ông không nữa. Anh nói em là cứ cằn nhằn chuyện này chuyện kia, mà anh nghĩ xem, đi làm mà tiền cứ theo lên theo xuống. Lạ vậy tao, trước giờ làm với anh nó kỹ lưỡng về tiền bạc lắm. Em không có biết, nhưng mà dạo nay thấy anh cứ đi công tác hoài à, em không biết là có chuyện gì không nữa. Thôi được rồi, để anh gặp nó, anh nói chuyện với nó sau. Mà em nè, mình là vợ, nhiều khi chồng đi làm ở ngoài về bực bội, em cũng đừng có lớn tiếng với nó. Mình là vợ. Là anh em họ, nhưng Hùng vô cùng thương em gái. Chính vì vậy, cuộc sống hôn nhân của em mình cũng do người anh này tác động mà Ngọc và Khang đến với nhau. Nhưng họ chỉ hạnh phúc trong những tháng ngày mới đến với nhau. Vô uống đi, anh có đặt con vịt quay món mày thích đó. Thôi uống hết rồi anh, chút nữa em có việc rồi. Sợ Ngọc phải không? Yên tâm, anh nói với nó rồi, nay nhậu thoải mái. Nó nói này nó nọ với anh đúng không? Khang nè, chỗ anh với mày ngày xưa là bạn, mà còn là bạn thân nữa. Cái tao làm mai Ngọc em họ của tao cho mày, thì tính ra gia dế mày là em rể của tao. Lúc trước mình bạn thân, bây giờ càng thân hơn. Bây giờ như anh em trong nhà rồi, có cái chuyện gì thì nói với anh. Thôi tôi biết rồi. Chuyện vợ chồng lỡ có cãi nhau, con Ngọc nó có sai cái gì đó, mày cứ qua mày nói với anh, anh xử cho. Tuy nó là em họ nhưng mà nó nghe lời anh lắm. Chứ mình là đàn ông mà đi đánh phụ nữ không có hay đâu. Thôi ông ơi, bữa nay tôi qua đây không phải để nghe ông nói này nói nọ. Con nhỏ em của ông á, nó cũng không có vừa. Tôi mà không dạy dỗ nó là mấy năm nay á, nó hỗn sực với tôi lắm đó. Thì cái chỗ anh em, tao khuyên mày vậy, coi mà liệu đó. Với tư cách là anh và cũng từng là bạn, nên Hùng nhẹ nhàng khuyên Khang. Nhưng thay vì lắng nghe để hàn gắn hạnh phúc với vợ, thì người thanh niên này hành động ngược lại. Tao nói cho mày biết, mọi chuyện trong gia đình không phải hở một chút là kể cho thiên hạ nghe. Đó là anh trai tôi buồn thì tôi tâm sự với anh, có gì sai? Mày buồn cái gì? Mọi chuyện là do mày kiếm chuyện mới thành như vậy đó. Tôi kiếm chuyện á? Anh đi làm, tôi hỏi về chuyện tiền nong là quá đáng sao? Tao đi làm bên ngoài đã mệt rồi, về gặp mày tao còn mệt hơn đó. Ai làm cái gì mà anh mệt hả? Anh đã bao giờ đụng vào việc nhà phụ giúp tôi dù là một chút chưa? Việc nhà là việc của mày, còn việc của tao là ở bên ngoài. Mọi chuyện đã phân định rõ ràng vậy rồi mà. Vậy là anh chưa bao giờ hiểu được nỗi khổ của người phụ nữ là suốt ngày cắm mặt vào bếp lo toan biết bao nhiêu là biết nhà à? Phụ nữ nào cũng như vậy thôi, đâu phải chỉ riêng mình mày đâu, mà mày suốt ngày cứ than vãn hoài vậy.
Anh đúng là cái đồ ích kỷ mà. Anh làm gì mà mặt bí xị vậy? Bộ gặp em anh không vui hả? Không, gặp em anh thoải mái lắm chứ. Chứ làm sao? Thì là con vợ nó nhả lèm bèm, anh phát chán. Em thấy anh sống vậy mà cũng chịu được. Thì cũng lỡ rồi em ơi, không lẽ bỏ nó? Bỏ hay không là do anh thôi, chứ lỡ gì. Dù vậy hai bên gia đình cũng cưới hỏi đàng hoàng, giờ anh bỏ nó anh cũng mất mặt với họ hàng lắm chứ. Thời buổi gì rồi anh, sống không được thì chia tay. Anh biết, nhưng nếu muốn thì phải cần thời gian chứ em. Em thấy là anh nên dứt khoát đi. Không phải anh là của em mà em nói vậy đâu. Em sống thoải mái lắm, hạnh phúc, vui vẻ là được. Ràng buộc chi chuyện hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng của người thanh niên này đổ vỡ cũng do có tình nhân bên ngoài. Điều đáng trách là Khang luôn mê muội và nghe theo lời của người tình. Ly gì? Mày nói nhảm nhí. Tao không muốn sống với mày nữa thì kết thúc thôi. Tôi làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy chứ? Bao nhiêu năm tần tạo vì chồng, tôi dành hết cả thanh xuân cho anh đó. Mày thôi mấy cái văn chương dơ dẫn nữa đi. Bao nhiêu năm qua tao nghe tao phát chán rồi. Trước đây khi yêu tôi, anh đâu có nói những lời lẽ như vậy. Anh Khang và tôi biết là người tử tế mà. Tao trước đây với bây giờ cũng như vậy thôi. Chỉ là tao chán sống cuộc sống hôn nhân, quá nhiều áp lực. Tao làm đơn rồi đó, mày ký đi để tao đi nộp. Nói tóm lại là tôi không có ký. Tôi không có muốn mất chồng. Mày không ký hả? Tao bán hết căn nhà này, tao không cho mày một cắc. Mày nên nhớ, tao mới là chủ quyền căn nhà này, chứ không phải mày. Tôi nói cho anh biết nè, không phải muốn bán nhà là bán. Ly dị là ly dị. Anh làm cái gì thì cũng phải có trách nhiệm với tôi một chút chứ. Nhảm nhí. Thằng này hết đó đổi rồi. Tại sao phải ly vậy? Anh còn hù là bán hết nhà cửa, tống cổ em đi cô. À, đã nói mày rồi, nói chuyện nó phải nhỏ nhẹ. Thì em cũng đã cố gắng thay đổi bản tính của mình. Cái thằng này không nói chuyện bằng miệng nó được rồi. Tao nói cho mày biết, tao là anh vợ của mày. Con Ngọc là em họ của tao. Nó có sai cái gì thì mày nói tao, tao xử nó. Mày không có quyền đánh nó. Tội như mày kể từ ngày hôm nay, không còn tình nghĩa gì nữa. Mày nhớ đó. Chính hành động này của Hùng làm Khang ức chế, và giữa họ cũng mất luôn tình bạn trước kia. Sự việc chưa dừng lại khi chính người em rể này nói cho người tình của mình nghe chuyện bị anh vợ đánh. Đó, em nói anh rồi, ly dị đi. Lưỡng lự làm gì để cho người nhà nó đánh anh?
thì anh cũng kêu nó ly dị đó. Mà nó có chịu đâu. Không chịu thì ép nó. Còn thằng cha lo chuyện bao đồng đó nữa. Anh chịu được sao? Thằng anh nó là bạn của anh, lại từng làm chung công ty nữa, cho nên anh mới nhịn đó. Làm chung công ty chứ phải làm cha làm mẹ anh đâu. Chứ bây giờ em muốn anh phải làm sao? Nếu như anh không dám làm gì á, thì để em thuê người làm. Làm sao? Anh yên tâm, bạn bè xã hội em nhiều lắm, muốn sống hay chết đều có giá hết. Mẹ, làm gì cũng phải nhẹ nhàng, chứ đừng là bó chấn nha. Ngọc ơi! Anh Hai à! Anh sao rồi? Khỏe chưa mà qua đây? Anh khỏe rồi. Bác sĩ nói chỉ bị chấn thương nhẹ thôi. Vậy cũng may quá. Thôi anh vào nhà đi, em lấy nước uống ha. Dạ, anh uống nước. Ừ. Cảm ơn em. Mà em hỏi này, cái vụ anh bị đâm á, là do anh xích mích với ai đúng không? Em biết tính anh mà, trước giờ có cãi nhau thì anh cũng nhịn người ta. Dù có quá đáng lắm thì anh cũng chỉ nặng lời chút xíu thôi. Vậy thì nghĩ cũng lạ. Ai là người gây thù chuốc oán với anh mà làm ra việc này cơ chứ? Nói thật với em, anh có cãi nhau với Khang. Anh Khang hiền lắm, không có dám làm ba cái chuyện này đâu anh. Ông á, ông chỉ giỏi ăn hiếp em thôi. Chứ còn... Không, không phải ông đâu anh. Thì đó, anh có làm gì nó thì cũng là chuyện anh em trong nhà thôi. Sự thật là như vậy. Mày đã biết rồi thì tao nói thẳng luôn, tao với mày chấm dứt đi cho xong. Khốn nạn! Ngày xưa anh theo đuổi, năn nỉ tôi như nào, quên hết rồi à? Chuyện ngày xưa mà nhắc lại làm cái gì? Thế giới luôn thay đổi mà. Nói chi là tao. Đúng rồi đó, cô bé tỉnh lẻ. Một người sống xa xứ như cô trên mảnh đất này thì phải tập làm quen với những thay đổi diệu kỳ đó đi. Con đàn bà vô liêm sỉ, cái lũ chúng mày chỉ biết đi phá hoại gia đình nhà người khác thôi. Mày ở nhà bị tao đánh chưa đủ hay sao? Còn muốn tao đánh tại đây hả? Con người có ăn có học như anh mà xử lý với vợ mình như thế này hả? Hay là tại vì anh đi theo con đàn bà này nên trơ trẽn giống nó rồi? Nè, đối với tao học hay không không quan trọng, mà mục đích cuối cùng là đạt được thứ mình muốn. Mày đi về nhà ký giấy ly hôn đi. Mày đụng vào sắp cưới của tao, mày mệt đó.
Mày nghe chồng cũ mày nói rồi đó. Hay là mày muốn bị đâm giống như anh họ của mày? Thì ra là tao. Tao nói cho mày biết luôn, người đàn ông lúc nãy mày vừa gặp là người mà tao đã thuê đâm anh họ. Hôn nhân đổ vỡ từ tình yêu chuyển qua lòng thù hận. Vì ức chế chồng và người tình nên Ngọc đã một lần nữa tâm sự cho Hùng nghe. Mày nói làm sao? Mày với thằng Khang ly dị? Dạ. Chưa sống trong cái cảnh lời qua tiếng lại suốt ngày, em chịu không có được. Ly dị cho xong anh ạ. Giờ tao không biết nói làm sao luôn. Chị tôi bay vậy, rồi sao tao gặp cô Sáu đây? Vợ chồng mày ngày xưa đến với nhau cũng là do anh kết nối. Thì chắc mẹ em cũng hiểu thôi mà anh. Trước đây anh Khang cũng tốt với em lắm. Mày nói đi, mày với nó có chuyện gì đúng không? Chứ anh biết tính của mày không có dễ dàng buông bỏ gì đâu. Dạ thôi anh ơi, giờ chuyện có đi đến đâu em cũng chịu được hết á. Mày nên nhớ, từ lúc mày lên Sài Gòn tới giờ, mọi chuyện ăn học đến đi làm, rồi khi gặp thằng Khang thấy nó tốt quá, anh cũng là người kết nối cho hai đứa lấy nhau. Tuy mày là em họ của anh, nhưng anh xem mày còn hơn là em ruột. Mày nói cho anh biết đi, nói cho anh nghe. Thật ra là anh Khang ngoại tình. Và con nhỏ đó chính là người thuê giang hồ đâm anh. Biết được sự đê hèn của Khang, thay vì đi trình báo cơ quan chức năng, thì Hùng lại hành xử theo suy nghĩ tiêu cực của mình. Xem mày là bạn tốt, tao gả em họ thôi cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Nè, anh là ai mà xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Đó là có vợ rồi, mày ăn ở với đó, mày là kẻ phạm pháp. Tụi tao ly dị rồi, tao muốn ăn ai là chuyện của tao. Chuyện gia đình của mày tao không xen vào. Hôm nay tao muốn nói chuyện với mày với tư cách là hai thằng bạn. Tao với mày không có bận mẹ gì hết. Mày biết đây. Khốn nạn, mày khi dễ gia đình tao. Mày chỉ nói kêu giang hồ đâm tao hả? Được rồi. Nè, em thôi đi được không? Thằng Khang đánh em phải không? Em khổ quá anh ơi, anh cứ dậy hoài à, em không biết làm sao hết. Là đàn ông mà đi đánh phụ nữ không có hay đâu. Con nhỏ em của ông á, nó cũng không có vừa. Mọi chuyện trong gia đình không phải thở một chút là kể cho thiên hạ nghe. Anh sống vậy mà cũng chịu được, sống không được thì chia tay. Ly dị? Sao phải ly dị? Tôi chán sống cuộc sống hôn nhân, quá nhiều áp lực. Anh còn hù là con bán hết căn nhà này. Tổng khổ em đi cô. Cái thằng này không nói chuyện bằng miệng nó được rồi. Con đầu mày họ của tao, mày không có quyền đánh nó. Nếu như anh không dám làm gì á thì để em thuê người làm. Mày đã biết rồi thì tao nói thẳng luôn, tao với mày chấm dứt đi cho xong. Khốn nạn! Anh Khang ngoại tình và con nhỏ đó chính là người thuê giang hồ đâm anh. Thằng khốn nạn, tao xem mày là bạn tốt. Cả em hỏi thôi cho mày. Không ngờ mày lại ăn ở với đứa con gái không ra gì. Tao với mày không có bận bè gì hết. Kể từ ngày hôm nay không còn tình nghĩa gì nữa. Ha ha ha.
mắng tôi đó. Trời ơi, con chưa. Tao nói với mày biết, mày mà đi phá hoại gia đình người ta nữa thì cũng có ngại á. Cũng chỉ muốn đánh cho hạ giận, nhưng người đàn ông này vô tình làm tắt thở khang. Thay vì tỉnh táo đưa nạn nhân đi cấp cứu, Hùng chọn cách bỏ trốn và cũng bị lực lượng công an bắt ngay sau đó. Trước hội đồng xét xử, bị cáo cũng thành khẩn nhận mọi tội lỗi. Một phần, gia đình nạn nhân cũng làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho hung thủ, nên Nguyễn Văn Hùng đã nhận 16 năm tù giam. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ mà giờ đây phải nhận một bản án mà chính mình cũng không ngờ tới. Chắc chắn Hùng đứng sau song sắt phải nhìn ngẫm lại tội lỗi mà y đã gây ra để cải tạo cho tốt, hy vọng có ngày ra tù và hòa nhập với xã hội. Tao nói cho mày biết, chuyện trong gia đình không phải hơn chút là kể cho thiên hạ nghe. Đó là anh trai tôi buồn thì tôi tâm sự với anh, có gì sai? Mày buồn cái gì? Mọi chuyện là do mày kiếm chuyện mới thành như vậy đó. Là vợ chồng phải cùng nhau có cái nhìn và có tiếng nói chung để xây dựng tổ ấm. Có thể Ngọc đôi khi hay lớn tiếng, nhưng Khang cũng nên vì hạnh phúc mà nhịn vợ mình, chứ không nên dùng những hành vi bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Thôi em đừng quét nữa, em ngồi xuống đi, mình nói chuyện chút xíu. Chuyện gì thế anh? Sau này chuyện gì của gia đình mình á, em cũng đừng kể cho bên ngoài nghe nha. Bên ngoài nào đâu, em buồn quá nên em mới kiếm anh hai tâm sự thôi mà. Anh cũng biết là em phải lo chuyện nhà cửa bếp núc trong gia đình, anh cũng phải lo việc bên ngoài, áp lực mọi thứ. Có gì em thông cảm cho anh nha. Em biết mà, nhưng anh làm cái gì thì làm, đừng có nặng lời với em là được. Anh hứa mà. Hứa đó. Thì anh cũng kêu nó ly dị đó, mà nó có chịu đâu. Nếu như anh không dám làm gì á, thì để em thuê người làm. Là sao? Anh yên tâm, bạn bè xã hội em nhiều lắm, muốn sống hay chết đều có giá hết. Thuê giang hồ xử lý người khác là một hành động vi phạm pháp luật. Là người có học thức, Khang không nên nghe theo lời người tình mà hành xử như vậy với Hùng. Anh yên tâm, bạn em dân xã hội nhiều lắm, muốn sống hay chết đều có giá hết. Thôi đi em, chúng mình đều lớn, tất cả mọi chuyện đều có hướng giải quyết hết. Anh sợ hả? Sợ thì không sợ, nhưng mà chuyện không có đáng, dính tới pháp luật phiền phức lắm. Cái thằng này hết đối đổi rồi, tại sao phải ly dị? Anh còn hù là bán hết nhà cửa tổng cổ em đi cơ. Tuổi đời của Ngọc còn trẻ, nếu như không giữ được Khang thì cũng không nên níu kéo. Hùng cũng phải ý thức được chuyện Khang không còn yêu thương em họ của mình, để có những hướng xử lý tích cực, tránh nóng giận mà mất bình tĩnh. Cái thằng này riết còn không nói chuyện bằng miệng đó được mà. Thôi anh à, nếu mà anh ấy đã muốn chia tay thì em giải quyết cho xong, hết duyên hết nợ, níu kéo được cái gì đâu. Nhưng mà chính năm ngày xưa mai mối cho hai đứa, mà bây giờ hôn nhân tụi bay lỡ dở như vậy, thiệt tình. Có sao đâu anh, anh Khang đã không phải là một người chồng tốt, thì em mong sau này em gặp được một người tốt hơn, người ta lo được cho em hơn. Cố gắng lên em nha. Anh đã nói chuyện với thằng Khang rồi, mà mày á, mới mốt chuyện của nó đừng có xen vô, đừng có gò bó, đừng có hạch sách nó quá. Nó cũng có công việc riêng của nó, nghe chưa? Em biết rồi, thì từ giờ em sẽ nhẹ nhàng với anh hơn. Anh sẽ cố gắng gặp rủi với nó để hàn gắn hai chồng mày, yên tâm. Em cảm ơn anh nhiều nha.